Xin chào tất cả các tình yêu nhà Như nha. Rồi, ngày hôm nay cái cao nghệ em chính thức có hàng bán trở lại dần rồi nha mọi người. Và ngày hôm nay em không có giới thiệu gì nữa hết á. Không có giới thiệu công dụng mà em chỉ nói những cái lứa tuổi mà có thể sử dụng. Thứ nhất là tuổi dậy thì dùng được nè, rồi bầu bí sau sinh da mỏng dùng được nè, nói chung tất cả làn da đều dùng được, và thậm chí là các bạn bị té bị bỏng mà có để lại sẹo đó thì các bạn bôi cái này lên vẫn trị sẹo được cho các bạn nha, làm mờ thâm nè, rồi thâm nách thâm mông cũng trị được luôn nha. Nghệ nó nhiều công dụng lắm. Nghệ của Như á là nghệ tươi, nấu nghệ tươi, cao nghệ 100% chứ không làm từ tinh bột đó, hoàn toàn thiên nhiên và nguyên chất, cho nên dùng nó rất là tốt. Cao nghệ này là thật sự rất là xuất sắc và đáng đồng tiền. Em nói như vậy là các anh chị nên mua ngay và liền đi á, vì nó nguyên chất, vì nó thiên nhiên và vì nó có thể đem lại sự phục hồi mà phải nói là đỉnh của chóp luôn. Còn mà cái cao nghệ công dụng như thế nào, anh chị tra Google đi, anh chị sẽ thấy nó rất thần thánh và thật sự em đã cảm nhận rất đẹp. Rồi ban ngày thì mấy anh chị chỉ cần kết hợp với một lớp serum và một lớp kem phay của nhà mỹ phẩm Đông Anh, ra đường thì xức thêm một lớp chống nắng nữa thì thôi đẹp khỏi chê khỏi bàn nha. Serum này là chỉ có 120 mà bữa giờ là em cháy hàng một tháng mấy mới về lại đó, dịch bệnh căng thẳng quá, hàng nhập khẩu lúc nào cũng cháy hết trơn á mấy anh chị. Cảm giúp em bán với giá là mini 20ml có 120.000 à. Cái kem phay kết hợp với cái serum lúc nào cũng điều trị được rất là nhiều vấn đề, ví dụ như là thâm nám mụn nè. Combo kem phay serum nhà em không bao giờ làm các bạn thất vọng, và bây giờ ra thêm cái cao nghệ ban đêm nữa thì nói thật luôn á là tự tin sẽ đem lại cho các anh chị một làn da cực đẹp để đón Tết luôn nha. Nhanh tay để sở hữu combo phay serum cao nghệ, ban ngày dùng phay serum, ban đêm dùng cao nghệ, đẹp khỏi chê.